100 m2, thổ cư hết luôn quý chị ơi, sổ hồng riêng. Mà căn này anh chị biết không, 2,8 tỷ, vừa mới giảm thêm đó quý chị ha. Ngày hôm nay em Hải xuống tiếp tục ghi hình cho anh chị mình xem. Một căn nhà nằm ở cuối đường quý chị. Theo cá nhân em nghĩ thì những căn nhà ở cuối đường nào quý chị, mình làm một cái sân trước ha, mình để xe khá là hợp lý quý chị ha, không phiền tới ai ha. Nhà mình là ngang 5 m anh chị nha. Căn này lên tới 100 m2 anh chị, với thiết kế không gian rất là rộng anh chị nha. Em thấy căn nhà này có nhiều cái điểm cộng, em thấy căn nhà này có nhiều cái hay mà nhiều căn nhà khác có thể là không có quý chị ha. Em sẽ đi vào chi tiết để cho anh chị mình xem nhá. Trước đây sẽ có cho mình anh chị mình một cái sân ha, sân này em nghĩ là để ô tô 4 chỗ được anh chị nhá. Bên đây gia chủ có làm cho mình cái tủ âm tường vào đây ha. Đó, tủ đây nha quý chị nha. Ở khu vực phòng khách sẽ có thiết kế một cái hòn non bộ như thế này. Đó, anh chị đi xem nhà rất nhiều anh chị biết rồi ha. Rất là ít những căn nhà mà thiết kế có một cái hòn non bộ kết hợp với khu vực bể cá ở ngay khu vực phòng khách, đúng không? Đấy, cái này nó thông lên trên luôn, làm giếng trời ở phía trên luôn anh chị nha. Quá ok luôn á. Rồi, phòng khách mình đây thưa quý anh chị ơi. Mấy cái tranh dán tường này nếu mà anh chị không thích mình về mình có thể thay được nha. Đó là tùy theo sở thích anh chị nha. Bên đây cũng vậy này. Đây, đầy đủ ra đây, người ta cũng dán tranh quá trời ha. Một bên dán tranh, một bên làm tủ anh chị. Nhà hướng đông nam, phù hợp anh chị Đông Tứ Trạch. Căn này là tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ha. Một vị trí mà gần với thành phố Di An của tỉnh Bình Dương, gần luôn, giáp ranh anh chị nha, 1 km đó, giáp ranh luôn. Kết cấu thì có sân ô tô, có phòng khách, bên đây có hòn non bộ đấy ha. Qua khu vực này sẽ vào đây là nhà ăn, và nhà mình sẽ có phòng ngủ dưới cho anh chị mình luôn, có phòng ngủ dưới luôn nha, qua cái khu vực bếp ăn này. Anh chị ơi, ở phía sau nhà của mình là nở hậu 6m4 nhá, còn phía trước là bề ngang 5m như hồi nãy em nói nha. Nhà vệ sinh ở tầng trệt mình đây, bên đây phòng ngủ dưới đây ạ. Đây, một cái phòng ngủ dưới cho nhà mình đây ạ. Ở phía trên sẽ thêm 2 phòng ngủ, phòng thờ riêng, sân giặt phơi đồ riêng luôn, cái gì cũng riêng. Bây giờ mình lên đây mình tham quan đi quý anh chị ơi, em xin mời anh chị mình nhá. Ở trên lầu thì sẽ có 2 phòng ngủ riêng biệt anh chị nha, và một cái khu vực này để trống, khu vực này để trống kết hợp ở cầu thang nên là tạo cho cái không gian nó rất rộng. Đây, xem phòng ngủ này quý chị. Ở trên đây sẽ có 2 phòng ngủ lần lượt cho anh chị mình xem, có cửa sổ luôn anh chị nhá. Căn này là nhà xây mới, chưa ai ở đâu anh chị nhá, nhà xây mới luôn đó. Rồi, tiếp tục đây quý chị. Có cái hành lang đi lại rộng rãi nha. Xíu nữa mình ra đây mình xem cái sân giặt phơi đồ riêng này. Rồi, phòng ngủ đây. Cái phòng ngủ này to, cái phòng ngủ này lớn luôn quý chị nhá. Đây, khá là rộng luôn, anh chị mình vào đây mình tham quan nha. Bây giờ ở trước đây sẽ có một cái phòng thờ riêng này. Đây, phòng thờ riêng phía trước này quý chị. Anh chị nào Đông Tứ Trạch hợp nha. Đấy, nhà là tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gần thành phố Di An của tỉnh Bình Dương anh chị nhá. Phòng thờ mình cũng khá là rộng rồi. Anh chị ơi, mình sẽ xem một cái sân giặt phơi đồ riêng ở phía ngoài đây này. Căn này thiết kế vậy là thoáng quý vị, tại vì ở phía sau này nở hậu 6m4 như giống như em nói này ha. Bên đây mình có thể để máy giặt phơi đồ bên đây, nhà vệ sinh mình ở bên đây ạ. Đó, quá ok luôn. Rồi, 2,8 tỷ, 100 m2, công năng quá tuyệt vời anh chị nhá. Cái quan trọng nhất vẫn là phù hợp, anh chị nào thấy phù hợp vào việc.